Lộ hệ điều hành iOS 14, cứu vãn thảm họa iOS 13. Hệ điều hành iOS 13 bị đánh giá là một trong những phiên bản thảm họa nhất từ trước đến nay của Apple khi liên tục dính lỗi. Mới đây, hệ điều hành iOS 14 được người dùng mong chờ đã bị rò rỉ trên mạng xã hội và hé lộ nhiều tính năng mới ưu việt hơn. Theo nguồn tin từ cộng đồng Jailbreak iOS, một người nào đó đã mua chiếc iPhone 11 chạy iOS 14 dành cho các nhà phát triển của Apple từ Trung Quốc với giá hàng nghìn đô la Mỹ. Sau đó, nhân vật bí ẩn này đã trích xuất iOS 14 từ chiếc iPhone đó ra và chia sẻ nó trong cộng đồng bẻ khóa iOS. Trong bản thử nghiệm iOS 14 này, Apple cập nhật các ứng dụng thể dục mới, API Tensor Kit cho bút cảm ứng, nâng cấp cho iMessage, chế độ hiển thị màn hình mới, kiểm tra các ứng dụng của bên thứ ba bằng mã QR, nâng cấp mạnh cho iCloud Kitchen, tùy chọn cài đặt giao diện cho màn hình. Trước đây, iPhone các đời đều sử dụng giao diện dạng lưới, grid, với động tác vuốt ngang để kiểm soát và duyệt các app. Tuy nhiên, theo bản iOS 14 rò rỉ, người dùng có thể sẽ có phương thức duyệt app mới theo hình thức list view vuốt dọc. Cải tiến này được cho là sẽ dễ tìm hơn với những iPhone cài đặt nhiều app. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, nâng cấp này chưa hẳn là đã hay bởi giới hạn khả năng hiển thị app trên cùng một diện tích màn hình. Chưa rõ đây sẽ là update chính thức hay sẽ tồn tại dưới dạng một tùy chọn cài đặt giao diện màn hình cho người dùng. Nâng cấp cho iMessage. Theo nhiều nâng cấp của bản iOS 14 rò rỉ, iMessage sẽ có nhiều tính năng mới hứa hẹn sẽ khá hấp dẫn. Tag tên, A+Mentions giống như Messenger. Để tag ai đó thì ta gõ A cộng sau đó gõ tên theo sau. Cái này tiện nhất khi nước một cuộc hội thoại, nhưng vẫn nhận được thông báo nếu người gửi tag tên ta vào. Thu hồi tin nhắn, Redirect Messages cũng tương tự như Messenger. Ta có thể thu hồi tin nhắn đã gửi đi ở cả hai đầu, và sẽ có dấu hiệu nhận biết tin nhắn đã bị thu hồi. Vẫn chưa rõ có giới hạn thời gian hay không. Mark as Address. Thêm tùy chọn đánh dấu chưa đọc tin nhắn. API Tensor Kit cho bút cảm ứng. Dựa theo một API có tên là Tensor Kit, chữ viết tay từ Apple Pencil với iPad sẽ có thể chuyển đổi sang text dễ dàng. Hỗ trợ trước tiên với các app mặc định của iOS như Notes, Reminders, Calendar, eMessage và từ từ là các app khác. Màn hình đa nhiệm mới. Giao diện đa nhiệm mới sẽ có dạng thẻ thumbnail theo từng hàng và cột riêng, tương tự như iPadOS. Do đó, ta có thể quan sát giao diện nhiều app ở thời điểm đó, so với việc phải lướt để xem từng cái như hiện nay. App AR mới tính năng mới của iOS 14. Apple đang khá tập trung vào AR, đặc biệt với chiếc kính AR được đồn đại sẽ ra mắt trong tương lai gần. App AR mới này sẽ cung cấp cho người dùng một số thông tin bổ sung khi hướng thiết bị vào một số đối tượng xác định. Con trỏ chuột. iOS 14 có thể mang đến các tính năng của một con trỏ chuột thông thường, cho phép